Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây cài tóc cho bé với họa tiết cánh quạt ở cái phần dây cài như thế này. Mặt trước mình có trang trí một cái nơ nhỏ. Và ở phía sau hai đầu dây có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với vòng đầu của bé. Đây, mẫu dây cài tóc như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len micotong. Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to hơn 1/2 sợi len nha. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân dây trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một sợi dây móc xích dài 7 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau khi móc được 7 mũi móc xích liên tiếp, ta dời kim đến cái chân móc đầu tiên này và móc cho mình vào đây một mũi dời. Ta được một vòng tròn nhỏ như thế này, thì từ cái vòng tròn nhỏ này các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình các cái cánh quạt xen kẽ với nhau nha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào cái vòng tròn ta vừa tạo này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp đến là một mũi nửa kép cũng móc vào cái vòng tròn này. Sau đó tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Thì các bạn sẽ thấy được cái họa tiết móc của mình nó có cái độ tăng dần nè, rộng dần. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục hai mũi móc kế tiếp sẽ là mũi kép đôi, và mỗi mũi kép đôi nó sẽ bắt đầu như thế này. Các bạn tiến hành lấy len cho mình hai lần lên kim, sau đó đâm kim vào khoảng trống. Đâm kim vào khoảng trống lấy len. Khi trên kim được 4 mũi móc thì kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục kéo len lần thứ hai qua hai chân móc trên kim. Lúc này trên kim còn hai mũi móc, tiếp tục lấy len và kéo len qua hết chân móc trên kim thì ta được một mũi kép đôi nè. Mũi kép đôi thứ hai cũng làm tương tự, cũng lấy len lên kim hai lần. Sau đó đâm kim vào khoảng trống. Kéo len, kéo lần lượt qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục kéo lên hai chân móc trên kim và kéo len qua hai chân móc còn lại trên kim. Ta được mũi kép đôi thứ hai vào khoảng trống. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó tiến hành đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc và móc vào đây một mũi móc đơn. Ta được một họa tiết cánh quạt đầu tiên. Tiến hành cắt cho mình sợi len thừa đầu tiên này nè. Để tiếp tục cái cánh quạt thứ hai, các bạn quay ngược đầu móc lại. Thì khi quay ngược đầu móc lại, dùng ngón tay cái đẩy cho mình cái phần cánh quạt này lên phía trên. Lúc này ta sẽ sử dụng khoảng trống của 4 mũi móc xích vừa gây nên và mũi kép đôi kế bên này. Đây, cái khoảng trống này ta sẽ móc vào đây một họa tiết cánh quạt tương tự. Cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp một mũi nửa kép. Tiếp tục móc hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Hai mũi móc cuối cùng sẽ là mũi kép đôi. Các bạn tiến hành lấy len hai lần lên kim, sau đó đâm kim vào khoảng trống, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó lấy len lần thứ ba và kéo len qua hai chân móc còn lại trên kim. Ta được mũi kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai cũng tương tự, lấy len hai lần lên kim, đâm kim, sau đó kéo len lần lượt qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Thì ta được một họa tiết cánh quạt nè, tiếp tục lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Sau đó đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc và móc vào đây một mũi móc đơn. Ta được họa tiết cánh quạt thứ hai cho cái phần dây cài nè.
và hai cánh quạt của mình nó sẽ đối xứng với nhau nha. Tiếp tục quay ngược đầu móc lại và móc tiếp cho mình cái họa tiết cánh quạt thứ ba. Cũng móc vào cái khoảng trống của bốn mũi móc xích và cái mũi kép đôi nè. Cái khoảng trống này móc vào đây một cái họa tiết cánh quạt tương tự. Móc một mũi móc đơn vào khoảng trống. Mũi thứ hai là mũi nửa kép. Tiếp tục mũi thứ ba và thứ tư là hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Hai mũi móc cuối cùng sẽ là hai mũi móc kép đôi. Lấy lên hai lần và đâm kim vào khoảng trống. Kéo lên, sau đó kéo lên lần lượt qua hai chân móc trên kim. Lần thứ hai và lần thứ ba. Tiếp tục lấy lên hai lần lên kim. Đâm kim vào khoảng trống. Kéo lên và kéo lên lần lượt qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Ta được họa tiết cánh quạt thứ ba. Từ đây tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. 2, 3, 4. Sau đó móc tiếp vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn. Ta được họa tiết cánh quạt thứ ba nè. Ba cái họa tiết này nó sẽ xen kẽ với nhau như thế này. Thì cái họa tiết thứ tư tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc vào khoảng trống của 4 mũi móc xích và mũi kép đôi bên này. Cái khoảng trống này ta cũng móc một họa tiết cánh quạt tương tự. Cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Hai mũi móc kế tiếp là hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Và hai mũi móc cuối cùng sẽ là hai mũi kép đôi. Cũng lấy lên hai lần lên kim, đâm kim vào khoảng trống, sau đó lần lượt kéo lên qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào khoảng trống này. Lấy lên hai lần lên kim, đâm kim vào khoảng trống, kéo lên lần lượt qua hai chân móc trên kim. Lần thứ hai và lần thứ ba. Móc lên 4 mũi móc xích. 2, 3, 4. Tiếp tục đâm kim vào khoảng trống này và móc vào đây một mũi móc đơn. Thì các cái họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ tương đồng theo một phía. Hai cánh quạt này nó sẽ theo một phía nè. Từ đây tiếp tục móc cho mình xen kẽ các cái họa tiết cánh quạt này cho đến khi cái sợi dây này có cái chiều dài vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng nha. Cũng móc xen kẽ cho mình các cái họa tiết cánh quạt. Quay ngược đầu móc và móc vào khoảng trống của 4 mũi móc xích và cái mũi kép đôi này nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Sau đó là hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Cuối cùng là hai mũi kép đôi. Lấy lên hai lần và đâm kim vào khoảng trống, sau đó lần lượt kéo lên qua hai chân móc trên kim. Được mũi kép đôi thứ nhất, tiếp tục lấy lên hai lần để tạo mũi kép đôi thứ hai. Lấy lên lần lượt qua hai chân móc trên kim. Khi được họa tiết cánh quạt thì tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Sau đó móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các cánh quạt tiếp theo. Sau khi đã móc được sợi dây cài tóc có độ dài vừa với vòng đầu của bé như thế này thì ở hai cái cánh quạt cuối cùng á, hai cánh quạt cuối cùng các bạn sẽ móc khác đi các cái cánh quạt này. Tức là khi đã tạo được một cánh quạt này, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích thay vì là 4 mũi móc xích nha. 1 2 và 3. Cũng tương tự móc vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn. Tiếp tục quay ngược đầu móc để tạo cái cánh quạt cuối cùng. Móc vào cái khoảng trống của 3 mũi móc xích và mũi kép đôi này một cái họa tiết cánh quạt gồm một mũi móc đơn. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Sau đó là hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai và tiếp tục là hai mũi kép đôi vào cái khoảng trống này. Kép đôi thứ nhất. Kép đôi thứ hai. Khi tạo được họa tiết cánh quạt cuối cùng thì tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào cái khoảng trống ta vừa móc này nè, cái khoảng trống 3 mũi móc xích này, móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len.
Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, các bạn móc cho mình một họa tiết nơ nhỏ để mình trang trí cho phần dây cài. Hoặc có thể trang trí cho mình nhiều họa tiết khác nhau cho cái phần dây cài thêm xinh xắn nha. Ở cái đầu dây mà mình tạo đầu tiên cho cái phần dây cài này, các bạn sẽ tiến hành may cho mình một hạt nút ở đây. Và hai cái khoảng trống mà có ba mũi móc xích này nè, ta sẽ sử dụng để cài nút. Thì ba mũi móc xích này nó sẽ giúp cho cái khoảng trống của mình nó nhỏ lại, để khi ta cài nút cái sợi dây của mình nó không có bị tuột nè. Đây các bạn cũng có thể cài cho mình vào khoảng trống bất kỳ ba mũi móc xích nha. Cái phần cài nút của mình nó được chắc chắn hơn nè. Như vậy là mình vừa hoàn tất một mẫu dây cài tóc cho bé với cái họa tiết cánh quạt xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!